có một thửa ruộng thế này. Ôi, chỗ này có nhiều hơn này. Đó. Hoa đẹp quá. Ôi, đây đấy. Hoa đẹp thật đấy. Ừ. Đây anh hai ơi, bông đẹp này. Anh cài đến khắp em nhé. Có đẹp không anh? Đẹp lắm. Hoa này cũng đẹp mà. Hoa rất là tươi, rất là sáng sớm. Đẹp rồi. Đẹp không? Chưa hái cho con một bông này. Trồng cái này nhé. Đi, con cầm trăng nhá. Ừ, anh ơi, dưa nhiều quá. À. Là ô này lấy đi. Là. Ừ. Anh đi trước đi. Mẹ hái một quả cho con nhá. Mẹ hái dưa cho con ăn nhá. Dưa to thế. Con ơi, mẹ hái được dưa này. Hái quả này nhá. Dưa này đẹp quá em nhỉ. Vâng. Ừ, có vẻ ngon lắm anh nhỉ. Dưa này nhìn ngon đấy. Thank you.
có dưa không em? Có, anh ơi, ở đây có mấy quả dưa đẹp lắm. Anh ơi, anh cầm dưa đây. Để vào đấy. Đây. Đấy, lại sang bên nào hái đấy, con tớ hết. Em ơi, hết dưa rồi, mình chỉ ra dưa kia là ít dưa hấu nhé. Ngọt nhỉ anh nhỉ? Em này ngọt lắm. Anh ăn đi để em đi hái. Thank you.
thôi. Mình về thôi. Vâng. Thế hôm nay mình ra đâu bán nhỉ? Bán chợ hay mình bán ở chỗ cũ mọi hôm? Mình đi ra chỗ mới bán, nếu là nhà đông đông mình bán. Vâng. Mình đi ra chỗ mới bán. Có nạn không anh? Hãy subscribe cho kênh Ngọc.
Trên 3.000 đó luôn.
sắp xong chưa? Sắp xong rồi. Ơi, vui rồi. Đi 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 đi